Chào mừng quý anh chị đã quay lại với chương trình Talk Show của công ty GDS Vietcap Group. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi thảo luận về hệ thống hóa trong kinh doanh. Vậy hệ thống hóa trong kinh doanh là gì? Thì đến với câu hỏi đó, chúng ta sẽ có mời đến anh Huy Trần, tư vấn kinh doanh của công ty. Anh Lê Văn Nguyễn là chuyên gia quảng cáo cho chủ doanh nghiệp. Anh Peter là chuyên tư vấn cho chủ doanh nghiệp. Vậy Huy có thể cho được biết là hệ thống hóa trong kinh doanh là gì, đặc biệt là trong ngành nail của chúng ta? Cảm ơn anh Tân. Xin chào quý vị, hệ thống hóa trong kinh doanh là mình đang áp dụng những hệ thống và những công nghệ để mình vận hành, quản lý doanh nghiệp của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ví dụ như những công ty Mỹ đi, ví dụ như Starbucks, thì họ có nhiều location khác nhau, nhưng mà mình có thể thấy được là từ cách họ lấy order, check out những người khách thì đều giống như nhau hết. Và mình có thể thấy là mobile app của Starbucks, mình có thể earn được cái reward đó. Và mình đi nhiều location khác nhau và mình có thể sử dụng reward đó và mình có thể nhận được những promotion, những thông báo từ Starbucks bằng mobile app của Starbucks. Chúng ta thấy được là Starbucks đang áp dụng một hệ thống để họ vận hành cho nhiều location khác nhau và rất hiệu quả. Cảm ơn lời chia sẻ của Huy. Vậy em có câu hỏi cho anh Leon là trong ngành nail của mình, hệ thống hóa được áp dụng như thế nào? Thì ngành nail của mình hệ thống hóa thì có 3 phần để cho mình áp dụng hệ thống hóa, để cho phát triển cái doanh nghiệp của mình, để cho mục đích chính là cái income của mình luôn luôn tăng mà mình không có cần có mặt ở tiệm thường xuyên. Thì nếu mà nói về phần hệ thống hóa thì mình phải tập trung về làm sao để tìm khách hàng mới trong cái hệ thống hóa trên mạng. Mình phải không có thể thiếu sót được là làm sao mà mình có một cái xây dựng một cái thương hiệu của mình và tên tuổi của mình trên mạng và để cho giúp quảng cáo, đặc biệt thời nay là trên cái hệ thống social media, để mình luôn tìm khách hàng mới. Có nhiều cách để cho mình quảng cáo trên mạng. Ví dụ là mình phải cần một cái dynamic website và mình phải áp dụng hệ thống Facebook advertising, Yelp advertising, Google AdWords và những cái social media platform khác. Thì đó là một, nó bao gồm, nếu mà mình nói và tổng quát hết là họ là một cái hệ thống mạng và hệ thống hóa trên mạng. Thì cái đó là một cái mà chủ doanh nghiệp nên đầu tư thời gian để nghiên cứu. Dạ, em cảm ơn cái lời chia sẻ của anh. Anh đã chia sẻ về hệ thống hóa là mình kiếm những khách hàng mới, những khách hàng ở trên mạng. Vậy cái câu hỏi cho Peter là những khách hàng mà họ đi đến tiệm của mình rồi và đã là khách hàng thường xuyên của tiệm mình rồi, thì mình áp dụng hệ thống hóa như thế nào cho những người khách hàng đó? Dạ, cảm ơn anh Tân. Hai phần quan trọng của tiệm nail là phần quảng cáo. Thì hệ thống đã giúp như thế nào thì anh Leon đã chia sẻ. Peter sẽ chia sẻ thêm về phần quản lý tiệm nail và chăm sóc khách hàng. Thì như đó giờ, như quý anh chị cũng biết được là để mà chăm sóc khách hàng thì thường mình dùng phương pháp thủ công hoặc là mình dùng bằng trí nhớ để mà mình nhớ tên từng người khách hàng và những đặc điểm thông tin của mỗi người khách khi tới tiệm của mình. Thì với hệ thống bây giờ, mình sẽ có được cái record của từng người khách xài bao nhiêu tiền ở tiệm, những ngày birthday, những cái điểm đặc biệt của từng người khách, thì nó sẽ giúp cho mình run tiệm dễ dàng hơn với bất cứ một người nào, nhân viên nào, một người receptionist nào mới vào tiệm vẫn có thể run tiệm rất là smooth. Và đặc biệt thứ hai nữa là vấn đề chăm sóc khách hàng, như là về birthday, nếu hồi xưa quý anh chị favor từng người khách nào thì quý anh chị chỉ nhớ và nó không có sự consistent, có thể mình miss đi cái birthday của người này, người kia. Nhưng mà với hệ thống, cái sự consistent nó luôn bảo đảm tất cả người khách đều được chăm sóc rất là chu đáo, mình không miss đi một cái birthday. Đồng thời bây giờ là cái thông tin khách hàng, dữ liệu của những người khách rất là quan trọng để mà giúp quý vị có thể analyze được cái business của mình là đi lên hay là đi xuống, để mình có những cái chiến lược cho nó phù hợp. Thì nếu mà mình thấy được lượng khách mình giảm đi thì nhờ cái thông tin khách hàng đã để lại, mình có thể tiếp tục quảng cáo ra để mà mời gọi họ trở lại. Và đồng thời hệ thống có một phần nữa là nó giúp cho mình tìm kiếm người khách mới từ người khách cũ qua những cái chương trình referral của cái hệ thống. Để mà chi tiết hơn thì quý vị có thể liên lạc với công ty. Cảm ơn cái lời chia sẻ của Peter. Còn một cái câu hỏi nữa là anh muốn dành cho Huy, đó là mình có hệ thống hóa được là cho khách hàng chi thêm tiền khi đến tiệm của mình hay là không? Ngoài hệ thống hóa, ngoài giúp cho quý vị kiếm khách hàng mới và quản lý bên trong tiệm của mình, có một lợi thế nữa, đó là hệ thống hóa sẽ giúp cho quý vị khi mà khách hàng đến tiệm, họ sẽ chi nhiều tiền hơn khi đến tiệm bằng những màn hình quảng cáo kỹ thuật số.
Thì nếu trước đây mình làm theo cách truyền thống là mình sẽ dán những poster hoặc là có bảng, mình đợi những chương trình, những promotion, những cái product mới trong tiệm. Bây giờ khi mà mình có một cái màn hình quảng cáo kỹ thuật số digital signage, mình sẽ quảng cáo bằng những cái hình ảnh video sống động. Khi mà khách bước vào tiệm mình, khách họ sẽ nhìn thấy những cái benefit, những cái sản phẩm đó và những cái video, những service trong tiệm mình quảng cáo Deluxe Pedicure, Eyelash hoặc là Microblading. Đây là cái cách quảng cáo trực tiếp từ bên trong tiệm của mình, sẽ đem lại hiệu quả rất là lớn. Thay vì khách họ đến họ chi 40 đồng, 50 đồng, bây giờ khách thấy những cái service đó đặc biệt của tiệm, mình có thể upsell lên 100, 200 đồng khi mà mỗi lần khách đến tiệm của mình. Dạ, cảm ơn cái lời chia sẻ của Huy. Vậy qua cái buổi thảo luận ngày hôm nay, chúng ta đã biết được tầm quan trọng của hệ thống hóa. Thứ nhất là sẽ giúp cho quý anh chị tiết kiệm được thời gian với gia đình của mình và con cái của mình. Thứ hai là quản lý được cái doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả và tốt hơn. Thứ ba là sẽ giúp cho doanh nghiệp của mình quảng cáo tốt nhất có thể. Thì thời lượng chương trình có hạn, Tân Nguyễn xin khép lại chương trình tại đây và cảm ơn thời gian quý báu của quý anh chị đã dành thời gian theo dõi talk show của công ty GDS Việt Group. Tân Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại.